Hello, xin chào toàn thể mọi người. Chào mừng toàn thể mọi người đến với buổi sáng ngày hôm nay của tôi. Các bạn hãy cùng đồng hành, cùng lắng nghe câu chuyện của tôi ngày hôm nay nhé. Chủ đề ngày hôm nay tôi muốn nói đến cho các bạn cùng nghe đó là sự vui mừng khôn xiết của những bậc cha mẹ khi đón con đầu lòng. Khi con được 2 tuổi, 3 tuổi thì niềm vui của cha mẹ không chỉ ở sự phát triển cơ thể của con và kể cả khi có hai mẹ con nghe tiếng bi bô của con cũng thấy thật vui rồi. Và cha mẹ thì càng vui hơn khi cho con tham gia buổi học thử miễn phí môn ngoại ngữ thôi mà thấy con phát âm tiếng Anh ngoại ngữ đầu tiên sao thật chuẩn. Không biết là có phải là do tai của con nghe tốt hơn tai của con nhà người ta hay không. Khi được một bà mẹ không biết tên khen rằng con của chị thật giỏi quá. Dù biết đó chỉ là lời khen xã giao nhưng tự nhiên cảm thấy rất vui và chợt nghĩ mình cũng phải khen con bà ấy một điều gì đó mới được. Rồi ra vẻ bề trên nhìn ngắm lũ trẻ con đang chơi mà trong đó trung tâm là con mình. Con mình rất có tài, vừa ngắm nghình vừa chìm đắm trong cái cảm giác ưu việt đó, vừa trào lên cảm xúc cho con đi học lớp hội thoại tiếng Anh tử tế mới được. Hồi tôi còn học cấp 2, cấp 3, thành tích môn tiếng Anh của tôi chẳng hề cao. Đó không phải là do tôi không có năng khiếu ngoại ngữ. Hầu hết những đứa trẻ khác nhau đều đi học thêm ở trung tâm. Nhưng gia đình tôi thì chẳng có dư giả về kinh tế nên tôi không cho con đi học thêm. Bên cạnh đó, các giáo viên trong trường đều mặc định rằng các học sinh đều đi học thêm ở các trung tâm nên đều chỉ dạy một cách rất hời hợt. Thành ra tôi đã bị mất gốc căn bản và bị các bạn bỏ rất xa từ đầu. Tuy nhiên, tuy đều là những môn chính giống nhau nhưng việc học giỏi tiếng Anh nó sẽ khác xa so với việc học giỏi môn tiếng Nhật hay là tiếng Việt. Kể cả tôi có học giỏi môn tiếng Việt, tiếng Nhật đi nữa thì những người xung quanh vẫn có ấn tượng rằng tôi có sở thích đọc sách trong giờ nghỉ giải lao. Như vậy sẽ là hướng nội. Còn bạn A mà giỏi môn tiếng Anh thì sẽ được mọi người ấn tượng là sang chảnh và sáng sủa, luôn ở vị trí lãnh đạo trong lớp và thường là trung tâm của các bạn nữ. Đây các bạn thấy không, việc học hành, nghiên cứu cũng như là ủng hộ các con cái mình học thêm hay là học các cái kỹ năng năng khiếu trong cuộc sống là vô cùng quan trọng. Việc cho trẻ, tạo điều kiện cho trẻ từ lúc
trẻ may ngay còn nhỏ là một điều rất cần thiết các bạn nhé, vun đắp cho mầm non tương lai. Còn bây giờ kết thúc tại đây, bye bye.